Xin chào cả nhà, hôm nay mình xin giới thiệu với cả nhà một món ăn rất là đặc biệt bình dân ha, ở thôn quê. Đó là món ram cuốn chả tôm. Ram cuốn chả tôm nhé quý vị. Thì cách cuốn là như thế nào? Trước tiên chúng ta chuẩn bị nguyên liệu này, bao gồm có là hành lá cây và cắt hành lá cây ra từng cái khúc nhỏ nhé quý vị. Cắt ra từng khúc nhỏ. Ví dụ như vậy, ta cắt ra từng khúc nhỏ như thế này. Đây là những cái khúc hành lá đã được quay rồi quý vị. Được cắt ra nhỏ khoảng từng này nhé quý vị. Rồi. Bước chuẩn bị tiếp theo là chúng ta phải có cái chả thịt. Đây là chả thịt heo đúng không? Chả thịt heo thì bao gồm rất là nhiều gia vị ở trong đó, như là hành, tỏi, tiêu, muối, ớt, nước mắm. Và đặc biệt là phải cái thịt heo này là phải là thịt nhuyễn. Thịt nhuyễn nha. Thịt nhuyễn sau đó chúng ta dồi cho cái thịt nó nhuyễn như thế này. Đó, rất là nhuyễn luôn. Đây, thịt heo rất là nhuyễn. Đó. Nguyên liệu chính là món chả thịt heo như thế này. Nhưng mà trong đó cái món đặc trưng nhất, cái gia vị đặc trưng nhất, nguyên liệu tiếp theo đó chính là tôm quý vị. Tôm tươi, tôm sống. Tôm này thì chúng ta dùng tôm nước ngọt nha quý vị. Tôm nước ngọt. Đây. Tôm nước ngọt hay là tôm đắt cũng được. Đây quý vị. Tôm sống nè. Tôm sống thì chúng ta không có cần phải là cắt đuôi, mà chỉ cắt một xí cái đầu nhỏ với là một số cái râu ria của tôm thôi. Còn là giữ. Tôm càng sống thì càng tốt. Nó sẽ giúp chúng ta có cái món ăn rất là ngọt. Đó, rồi tôm. Rồi. Bây giờ cái tiếp theo là chúng ta gói cuốn bánh tráng nha. Cuốn bánh tráng. Đó, cuốn bánh tráng. Đây là cái bánh tráng này. Đây. Bánh tráng. Bánh tráng quý vị. Rồi, bánh tráng quý vị nha. Đây bánh tráng. Thì có nhiều loại bánh tráng, có một số loại bánh tráng thì chúng ta không cần nước, nhưng có loại bánh tráng thì chúng ta phải cần nước quý vị ha. Đó. Rồi, chúng ta nhúng cái bánh tráng này vào nước. Nhúng một xí thôi. Một cái điều đặc biệt á, là một cái tip cho quý vị, một cái gợi ý cho quý vị để mà có cái bánh tráng này dẻo thơm ngon á, thì cái nước để nhúng này, chúng ta để một xí muối và một xí chanh ở trong này, chúng ta vắt một chút chanh ở trong này, làm cho cái hương vị của cái bánh nó thơm và dẻo nữa quý vị. Đó. Sau đó chúng ta bỏ cái bánh tráng này lên dĩa. Bỏ bánh tráng này lên dĩa như thế này quý vị. Đây, bánh tráng bỏ lên dĩa. Rồi chúng ta bỏ khoảng hai cái khúc hành, một đoàn thôi, hai khúc hành như thế này nha. Bỏ lên đây. Rồi chúng ta tiếp theo là chúng ta múc cái chả này lên đây, múc cái chả này, chả bỏ lên đây nha. Dùng cái hai cái tay ấn. Cameraman tới cầm gần lại đây, cameraman ơi, gần lại đây đó. Chúng ta ấn cái chả này xuống trên cái cọng hành này, những cái cọng hành này đó. Sau đó bước tiếp theo là chúng ta bỏ tôm lên đó, để nguyên con tôm lên thế này nha. Rồi và chúng ta bắt đầu gói từ đỉnh, gói từ này. Đây chúng ta gói cuốn, giữ cái tay khá chặt như thế này, giữ tay khá chặt. Đó, chúng ta cuốn là như vậy. Rồi cuốn như vậy là thành một cái nem chả rất là ngon. Đó, nem chả quý vị này, nem chả tôm. Rồi đặt vào đây. Đó, vừa rồi chúng ta mới vừa làm xong một món chả cuốn tôm nha quý vị. Xin chúc quý vị một mùa xuân về toàn và bình an bên gia đình nha. Ăn Tết thật ngon nha. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Nếu thích video này, quý vị like, share và đăng ký kênh. Cảm ơn bà con, cảm ơn quý vị. Đây, hiện tại là chúng ta đang chiên. Chiên dầu nổ lùm bùm luôn.